Sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì hội nghị giao ban khối đảng, mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố nhằm đánh giá tình hình công tác xây dựng đảng, mặt trận và các đoàn thể quý tư năm 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Điểm nổi bật trong thời gian qua là thành phố đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố và triển khai các công việc sau đại hội, tổ chức tốt hội nghị thành ủy lần thứ 2 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021, chủ động triển khai phương án phòng chống COVID-19 theo phương châm 4 tại chỗ, để đảm bảo công tác an sinh xã hội tập trung chăm lo đầy đủ cho các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, thành phố trích ngân sách hỗ trợ cho 118.472 người trên mỗi hộ với số tiền trên 52 tỷ đồng. Ủy ban Mặt trận thành phố huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ quà Tết với mức 300.000 đồng trên một hộ cho gần 10.000 hộ nghèo và hộ thoát nghèo sau 2 năm 2019-2020. Ngoài ra, thành phố huy động trao thực phẩm cho hơn 4.000 hộ nghèo không còn sức lao động và đặc biệt khó khăn. Tùy theo tình hình thực tế, từng địa phương, đơn vị chủ động huy động nguồn lực hiện có để hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, học sinh, sinh viên, công nhân nghèo không có điều kiện về quê ăn Tết.